Xin chào mừng quý khán giả, chào mừng bà con đã cùng đến với chương trình Chuyến Xe Nhân Ái, hành trình mang đến niềm vui cho những hộ nghèo thuộc tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Famiso đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa quý khán giả, những khó khăn vất vả có thể làm cho những mái nhà không thể lành lặn qua thời gian, thế nhưng không thể quật ngã được những ý chí, những cố gắng, những nghị lực của những bà con luôn muốn vươn lên để vượt qua khó khăn và thoát nghèo. Và ngày hôm nay, chương trình Chuyến Xe Nhân Ái sẽ hỗ trợ và đồng hành với 6 hộ gia đình đến từ xã Loan Mỹ thuộc huyện Tam Bình. Còn bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu chương trình tuần này, chúng ta cùng gặp gỡ đại diện 6 hộ gia đình. Kính thưa các giả, kính thưa bà con, đây là đại diện 6 hộ gia đình tham gia chương trình Chuyến Xe Nhân Ái tuần này. Để các gia đình chúng ta dễ dàng tham gia từng phần chơi, thì chúng tôi xin mời các gia đình chúng ta rút số thứ tự ngẫu nhiên từ 1 tới 6. Lúc này thì mỗi gia đình đã có một số thứ tự và bây giờ chúng ta lần lượt gặp gỡ từng gia đình ở vòng đầu tiên. Chúng ta lắng nghe các gia đình chia sẻ về hoàn cảnh sống và chúng ta cùng chúc mừng cho các gia đình rút logo của những đơn vị tài trợ. Phân bón Phước Hưng hiệu đầu bò giúp nông dân làm giàu, uy tín và chất lượng. Hủ tiếu, phở, bún ăn liền như ý, ngon lạ kỳ. Famiso giúp trẻ mau tăng cân. Phân bón UDB cộng vàng cho mùa màng bội thu. VSK Mix 2000 khoáng bổ sung dinh dưỡng cho tôm. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Phân bón HVB con trâu đỏ khẳng định chất lượng phân bón Việt. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm Expo sơ của thời đại mới. Famiso giúp trẻ mau tăng cân. Hủ tiếu phở bún ăn liền như ý, ngon lạ kỳ. Paramax âm thanh đúng nghĩa trung thực. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ gia đình đầu tiên, anh Lê Văn Cảnh ở ấp Đại Thọ. Sức khỏe suy yếu vì nhiều chứng bệnh đau nhức từ nhiều năm nay, nhưng ngày ngày anh Lê Văn Cảnh vẫn cố gắng bên những công việc làm thuê ở những cơ sở vật liệu xây dựng gần nhà để cùng vợ gánh vác gia đình và lo cho hai con được nối dài việc học ở tương lai. Gánh trên vai bao nỗi lo toan từ khi con trai lớn bị bệnh não bẩm sinh, chị Tuyết, vợ anh Cảnh, dẫu cố gắng làm lụng nhưng không thể nào xoay sở để trả nổi số nợ do chăn nuôi thua lỗ cùng hơn 100 triệu đồng tiền chạy chữa bệnh cho con trước đây. Quê lợi từ công đất rẫy mà bà con thương tình cho mượn, cùng với vài chục ngàn tiền lời kiếm được từ quán nước cũng không đủ trang trải những khoản trong ngoài, càng khiến cho bài toán áo cơm của gia đình rơi vào bấp bênh thiếu hụt. Vì thế căn nhà xây cất 12 năm qua, mái lá nay đã rách nát liêu xiêu mà gia đình vẫn chưa có khả năng sửa sang cho lành lặn. Chị ơi, hiện giờ sức khỏe của anh Cảnh không tốt nhưng mà anh vẫn cố gắng làm. Anh bị thoái hóa cột sống, gai cột sống, rồi viêm dây thần kinh cơ, chỉ bằng chuyện nhẹ dưới 10kg, không có bằng trên 10kg được. Rồi anh chị đang xoay sở như thế nào để lo cho con mình bị bệnh à? Từ lúc nhỏ, lúc 6 tháng là nó đã bị bệnh rồi. Rồi nằm tới Nhi Đồng 1 ở thành phố lo bệnh cho con. Số nợ lên tới 100 triệu đồng rồi. Với một số nợ rất lớn, vẫn cố gắng để trang trải cuộc sống và vẫn cho con được đến trường. Và chúng ta cùng giúp đỡ gia đình có một ngôi nhà mới. Chúng ta cùng theo dõi à. Xin mời gia đình mình quay lại à. Tôi chọn phân bón cọp vàng. Phân bón UDB cọp vàng cho mùa màng bội thu. Chúng ta cùng theo dõi à. 26 triệu đồng. Ta cùng đến với đoạn phóng sự giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình anh Lương Công Nhớ, ngụ ấp Đại Nghĩa. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Không ruộng vườn hay đất đai canh tác, nên ngày ngày chị 13, vợ anh Nhớ phải rong ruổi trên khắp các nẻo đường bán từng tờ vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình và mong trả được số nợ hơn 10 triệu đồng vay mượn làm vốn chăn nuôi và mua bán trước đó chẳng may thua lỗ. Để lo trọn cho ba đứa con thơ đang trong độ tuổi ăn học, anh Nhớ càng ra sức làm lụng theo những ghe cắt thuê, mong cuộc sống gia đình bớt phần túng thiếu. Thế nhưng thu nhập từ công việc bấp bênh phải trang trải cho cả nhà với 5 thành viên, vì thế ước mơ về một mái ấm lành lặn, kín đáo của gia đình bao năm qua vẫn chưa thành hiện thực. Hiện giờ thì sức khỏe của chị thế nào rồi hả chị?
Rồi bị bú cổ 20 năm nay chưa điều trị, với đợt không có đi qua bên Trung ương Cần Thơ khám á. Rồi bị viêm cổ tử cung với u nang nữa. Bây giờ trong theo dõi trong vòng 3 tháng vậy đó. Nếu mà nó im thì thôi, còn không im là phải mổ. Đi bán với số nhiều khi nó hành nóng lạnh mệt hoài. Một ngày chị bán được bao nhiêu tờ giấy số? Nhiều khi 50 tờ có, 60 tờ có. Ông xã của chị làm công việc gì? Dạ, ông xã đi ra cát cho người ta. Nhiều khi đi mà lấy giác dựa thì đi về, sáng đi chiều về. Còn ấy thì đi nằm tài ở bến cát bên Trà Ôn lận. Chúng ta hỗ trợ tinh thần cho gia đình một ngôi nhà, để gia đình chúng ta cố gắng hơn trong cuộc sống. Xin mời gia đình số 2 quay lại ạ. Tôi chọn sữa Farmisto. Sữa bột dinh dưỡng Farmisto giúp trẻ mau tăng cân. Chúng ta cùng theo dõi ạ. 27 triệu đồng. Chúng ta cùng đến với hoàn cảnh tiếp theo. Chị Thạch Thị Hai Sẩm ở ấp Tổng Hưng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Căn bệnh động kinh thường xuyên co giật từ hơn 30 năm nay đã khiến sức khỏe anh Linh ngày càng suy yếu. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau nên tranh thủ những lúc khỏe, anh vẫn cố gắng đi phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Chị Sẩm, vợ anh, hàng ngày vẫn lam lũ mò cua bắt ốc, mong có thể chắc chiêu lo cho việc học hành của hai con và cũng để mong trả số nợ 5 triệu đồng tiền chăn nuôi thua lỗ trước kia. Giữa bao khó nhọc đời nghèo, có lẽ những trăn trở lớn nhất đối với anh chị lúc này vẫn là mơ ước về một mái ấm lành lặn. Nhưng làm sao những ước mơ ấy thành hiện thực khi những khó nghèo cứ nặng quằn đôi vai? Tình hình bệnh tật của anh, căn bệnh động kinh á, bây giờ nó ảnh hưởng đến sức khỏe mà thế nào hả anh? Thở không nổi rồi, cái xương sống mình nó bị như nó tức lên á, rồi đi không muốn nổi nữa. Mệt mỏi lắm rồi mà cũng gắng làm thôi, tại vì nghèo á, rồi mình không có gì nuôi con nuôi cháu hết trơn á. Nhưng mà với sức khỏe không có tốt vậy sao mình làm phụ hộ? Ở quê bây giờ người ta cũng không muốn làm gì hết trơn, mới đi bên đó xin việc người ta làm đó. Làm ngày được có 140 à, mà ăn uống bên đó nữa, rồi còn gửi tiền về cho vợ mua gạo mua thóc nuôi con nữa. Chúng ta cùng giúp đỡ gia đình số 3 một ngôi nhà mới á. Dạ, xin mời gia đình số 3 quay lại á. Con chọn phân bón hiệu đầu bò. Phân bón Phước Hưng hiệu đầu bò giúp nông dân làm giàu, uy tín và chất lượng. Chúng ta cùng theo dõi á. 30 triệu đồng. Chúng ta cùng đến với đoạn phóng sự giới thiệu về hoàn cảnh của gia đình bà Thạch Thị Năm ở ấp Kỳ Son. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hơn 3 năm kể từ ngày chồng qua đời vì tai nạn giao thông, bà Thạch Thị Năm dù đã ở độ tuổi xế chiều, nhưng ngày ngày vẫn lặn ngục bên ruộng cạn ao sâu, bắt từng con ốc, hái từng mớ rau để trang trải mọi chi phí sinh hoạt trong ngoài, mặc cho căn bệnh đau nhức tuổi già cứ thường xuyên hành hạ. Chồng qua đời vì căn bệnh xơ gan hơn một năm nay, nên chị Quy, người con gái duy nhất của bà Năm, quay về tá túc nhà mẹ ruột. Thương mẹ tuổi già nhiều bệnh tật nên dù trí óc không được lanh lẹ như bao người, nhưng ngày ngày chị vẫn tất bật với công việc bán vé số và giúp việc nhà để chuyển áo cơm bớt phần gánh nặng trên đôi vai mẹ già. Nhọc nhằn với bài toán khó nghèo nên ước mơ về một mái ấm lành lặn bao năm qua với mẹ con bà vẫn còn xa lắm. Chúng ta thấy hoàn cảnh hết sức khó khăn khi gia đình chỉ có hai mẹ con mà thôi. Chị ơi, chú bị tai nạn đã mất rồi, bây giờ ở nhà mình chỉ còn hai mẹ con gì sống với nhau thôi. Dạ. Rồi con gái gì đi bán vé số, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? 20 ngàn qua ngày vậy đó. Rồi tôi đi bán ốc đó cũng được 1 ký 15 ngàn gì đó chú. Sức khỏe của chị không tốt rồi, hàng ngày chị bán vé số rồi, sức khỏe chị sao rồi? Có tiền đi mua thuốc, chạy đi mua thuốc cho nó uống rồi thì nó bớt giảm vậy đó. Kính thưa quý khán giả, có lẽ qua câu chuyện chia sẻ hết sức ngắn ngủi thôi, chúng ta thấy được những khó khăn trong gia đình. Người con gái trụ cột gia đình thì lại mang nhiều bệnh trong người mà không có tiền điều trị. Vì tuổi cao sức yếu, hàng ngày vẫn phải mò cua để bắt ốc, cũng phải cần một ngôi nhà mới khác bằng sự hỗ trợ. Chúng ta cùng giúp đỡ cho gia đình nè. Và xin mời dì quay lại dì. Chọn sơn Expo thời đại mới. Expo, sơn của thời đại mới. Chúng ta cùng theo dõi ạ. 28 triệu đồng. Gia đình tiếp theo tham gia chương trình, anh Lưu Công Nghĩa ở ấp Đại Thọ. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Gần 2 năm nay, tranh thủ những ngày không đi xạ trị và vô hóa chất vì căn bệnh ung thư cổ tử cung, chị Nguyễn Thị Hồng Yến, vợ anh Nghĩa, vẫn cố gắng dung dán mái ấm nhỏ, dạy dỗ con thơ để chồng yên tâm làm lụng. Một mình gánh vác gia đình với bao nỗi lo toan, nên anh Nghĩa không từ nan bất cứ công việc gì, từ phụ hồ, phụ hàng, cho đến những công việc thuê mướn quanh xóm. Hy vọng kiếm đủ tiền xoay sở bớt số nợ 50 triệu đồng vay mượn chạy chữa bệnh cho vợ trước đây. Giữa bao khó nghèo, bệnh tật, có lẽ niềm mong mỏi lớn nhất đối với cả gia đình lúc này là một mái ấm bình yên, không còn cảnh mưa tạt gió lùa, làm động lực để anh chị cố gắng hơn trên chặng đường sắp tới. Chúng ta thấy biến cố lớn nhất của gia đình chính là bệnh tật. Chị là bị bắt đầu có triệu chứng phát bệnh ung thư. Dạ. Rồi bây giờ sức khỏe của chị như vậy, mình có làm được công việc gì không? Vợ tôi mới về không có mần gì nổi hết trơn. Kỳ rồi chị mà giờ thuốc cũng không, bác sĩ anh trễ khám rồi. Hiện giờ sức khỏe của anh sao rồi? Thì bị gai cuộn sống thì mần, tí mà mần mần hồ thì gọi công trình đó rồi chuyển cho chỗ khác, thì không có thì xin cho chỗ khác mần. Cái số tiền mà hàng ngày anh kiếm được á thì mình mang về nhà mình trang trải vô những cái việc gì? Tại vì rồi vợ bệnh á, có vay ngoài 40 triệu với hỏi mượn vòng vòng xóm bà con hết mười mấy triệu nữa, rồi mỗi tháng phải đóng 2 triệu 2 triệu. Chúng ta cùng giúp đỡ gia đình một ngôi nhà, còn gia đình thì rất cần những sự hỗ trợ tiếp theo từ phía cộng đồng. Chúng ta cùng theo dõi ạ. Sau bây giờ số 5 quay lại ạ. Tôi chọn sữa bột dinh dưỡng giúp trẻ mau tăng cân. Sữa bột dinh dưỡng Famisto giúp trẻ mau tăng cân, chúng ta cùng theo dõi ạ. 29 triệu đồng. Chúng ta cùng theo dõi đoạn phóng sự giới thiệu về hoàn cảnh gia đình bà Thạch Thị Phơn ở ấp 5. Xin mời quý vị cùng theo dõi ạ. Tuổi già sức yếu lại thêm căn bệnh tai biến ngặt nghèo hành hạ hơn 5 năm nay, nên cuộc sống của bà Thạch Thị Phơn ở ấp Sóc Trừng phải trông chờ vào sự cưu mang của vợ chồng người cháu Châu Thị Phai. Vừa chăm sóc cho bà ngoại già yếu lại vừa nuôi nấng con thơ, nên chị Phai chỉ có thể quanh quẩn với những công việc gần nhà. Cuộc sống gia đình giờ đây chỉ trông chờ vào một mình anh Phép, chồng chị Phai, phải tất bật tìm đủ mọi sinh kế từ những chuyến phụ hồ xa nhà cho đến những công việc đồng áng theo thời vụ, hy vọng kiếm chút tiền lo lắng mọi chi phí trong ngoài và mong trả được số nợ hơn 20 triệu đồng vay mượn để chữa bệnh cho bà khi xưa. Đối diện trước nhiều khó khăn, vì thế mái nhà cây lá vẫn chưa một ngày sửa sang cho lành lặn là nỗi trăn trở lớn nhất của cả gia đình từ hơn 4 năm qua. Và bà tuổi cao sức yếu nên không đến tham dự chương trình, và chúng ta cùng trò chuyện với đình cháu ngoại là gia đình của chị Phai. Chị ơi, hiện giờ thì sức khỏe của bà như thế nào rồi? Dạ bà ngoại, bà nằm một chỗ đi không được, ngồi cũng không được luôn á, tự đút cơm luôn. Bà ngoại chị được bao nhiêu người con mà tại sao gia đình chị lại sống cùng với bà ngoại? Dạ bà ngoại có 3 người con, người mẹ bị mất rồi, rồi bây giờ có 3 người con, rồi dì của chú hai ở ghiến cũng nghèo nữa, tôi nuôi bà ngoại. Vậy là cuộc sống gia đình mình hiện giờ phụ thuộc hoàn toàn vô chồng chị? Dạ anh đi làm bên thành phố làm hồ, khỏe thì làm được 1 tháng, không khỏe thì nửa tháng về 1 lần. Dạ rồi cái số tiền hàng tháng anh gửi về như thế nào hả chị? Tháng có khi nửa tháng gọi được 400-500 cũng có nữa. Chúng ta cùng giúp đỡ gia đình một ngôi nhà mới để gia đình mình thấy yên tâm hơn và chăm sóc tuổi già cho bà ngoại, và cố gắng làm lụng để thay đổi và vươn lên để thoát nghèo. Xin mời gia đình mình quay lại ạ. Tôi xin chọn bột giặt nhiệt A3 bên phải. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm, chúng ta cùng theo dõi ạ. 29 triệu đồng. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, như vậy là chúng ta vừa lần lượt gặp gỡ từng gia đình. Chúng ta lắng nghe những chia sẻ và theo dõi những tấm bản được rút ra. Còn bây giờ, chúng ta cùng theo dõi những tấm bản còn lại của chương trình. Hủ tiếu phở bún ăn liền như ý ngon lạ kỳ, 28 triệu đồng. Nhãn hàng Vesca Mix 3000 bổ sung khoáng cho tôm, 26 triệu đồng. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm, 27 triệu đồng. Paramax âm thanh đúng nghĩa trung thực, 27 triệu đồng. Phân bón HVB con trâu đỏ khẳng định chất lượng phân bón Việt, 28 triệu đồng. Hủ tiếu phở bún ăn liền như ý ngon lạ kỳ, 26 triệu đồng. Như vậy chúng tôi còn 6 tấm bản của chương trình,
Chúng tôi xin phép dành những hoàn cảnh khác ở chương trình sau. Còn bây giờ chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Trí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Loan Mỹ sẽ hỗ trợ phần rút thăm này. Xin trân trọng kính mời ạ. Hà Thị Ngọc Chi, địa chỉ Xuân Lộc, Trung Thành, Vĩnh Long, số của nhân dân 331402290. Sơn Thị Vân, địa chỉ Trung Thành, Vũng Liêm, số nhân dân 331041441. Xin chúc mừng hai khán giả. Kính thưa quý vị, ở xã Loan Mỹ thì những bà con nghèo không có đất đai canh tác, không có nguồn vốn để kinh doanh. Thì ngoài những công việc làm thuê, làm mướn quanh năm theo mùa vụ, thì có khi bà con cũng phải ngụp lặn ở ruộng cạn ao sâu để mò cua bắt ốc để cải thiện cuộc sống gia đình của mình. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với trò chơi quen thuộc và chúng ta cùng theo dõi các gia đình sẽ bắt ốc như thế nào nhé. Lần lượt từng người chơi chúng ta sẽ lấy cho mình một cái giỏ. Chúng ta sẽ dậm chân vào nước và di chuyển trên một cái máng trơn trượt. Và chúng ta sẽ nhìn thấy hai bên đây chúng tôi để sẵn 6 cái khay. Và mỗi cái khay thì chúng ta sẽ có hai loại ốc, đó chính là ốc đắng và ốc lát. Chúng ta phải chọn đúng cái ô mà có số thứ tự của gia đình mình. Sau đó chúng ta tiếp tục di chuyển về phía trước, đặt cái giỏ đựng ốc của mình vào bất kỳ một trong 6 cái ô ban tổ chức chuẩn bị sẵn ở đây. Chúng ta hoàn thành trò chơi. Thời gian quy định là 40 giây. Xin mời gia đình số 1 bước lên. 40 giây dành cho gia đình số 1. Bắt đầu. Ba mươi lăm giây. Gia đình số 2 chuẩn bị. 37 giây. Gia đình số 3. Số 4 chuẩn bị. Ba mươi hai giây.
34 giây kết thúc trò chơi. Kính thưa quý khán giả, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong cái gia đình cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn để bắt ốc. Còn bây giờ chúng ta cùng chờ xem cái gia đình nào nhận được phần quà gì. Gia đình số 6. Mười lăm triệu đồng. Gia đình số 5. Một bộ môn men. Gia đình số 2. Một tivi sản phẩm khai trí tại chợ. Gia đình số 3. Một quạt máy. Gia đình số 1. Một bộ chén và một bộ thau. Gia đình số 4. Một bộ nồi inox và một chảo chống dính. Như vậy sau trò chơi đầu tiên, gia đình số 6 nhận được 15 triệu đồng. Gia đình số 6 sẽ không tham gia trò chơi tiếp theo và nhường cơ hội cho 5 gia đình còn lại ở trò chơi quen thuộc của chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng chúc mừng gia đình số 6 và chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Thạch Thị Sơn, địa chỉ Loan Mỹ, Tam Bình, Vĩnh Long, chứng minh nhân dân 33057478. Nguyễn Thị Linh, địa chỉ Xuân Lộc, Trung Thành, Dũng Liêm, Vĩnh Long, chứng minh nhân dân 33142195. Xin chúc mừng hai khán giả. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, chúng ta đang đến với trò chơi quen thuộc của chương trình bịt mắt đập heo. Chúng ta được đập tối đa 3 lần. Sau 3 lần đập, nếu chúng ta không đập bể con heo, chúng ta mất lượt chơi. Và chờ đến lượt sau, chúng ta cũng tham gia giống như vậy. Nhưng nếu đập bể con heo trong 3 lần đập ở lượt thứ 2, chúng ta chỉ nhận được 50% số tiền mà thôi. Còn nếu sau 3 lần đập ở lượt thứ 2, chúng ta vẫn không đập bể con heo, chúng ta mất lượt chơi và không có cơ hội nhận tiền ở trò chơi này. Xin mời gia đình số 1 chuẩn bị. Bước 5 bước bước. 1 2 3 4 5. Mười một triệu đồng. Một hai ba bốn năm. Mười lăm triệu đồng. Bước năm bước bước. Một hai ba bốn năm. Mười một triệu đồng. Một hai ba bốn năm. Chưa. Năm bước bước. Một hai ba bốn năm.
và bây giờ là lượt thứ hai của gia đình số 4. Đặt anh chơi lên vai, bước năm bước bước 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 12 triệu đồng. Như vậy gia đình số 4 nhận được 6 triệu đồng. Trò chơi kết thúc. Kính thưa quý khán giả, thưa bà con, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong chương trình chiếu xe nhân ái tuần này. Cụ thể các gia đình chúng ta nhận được số tiền như sau: gia đình số 1 nhận được 37 triệu đồng, gia đình số 2 nhận được 42 triệu đồng, gia đình số 3 nhận được 41 triệu đồng, gia đình số 4 nhận được 34 triệu đồng, gia đình số 5 nhận được 42 triệu đồng và gia đình số 6 nhận được 44 triệu đồng. Hy vọng rằng từ một ngôi nhà mới, các gia đình cố gắng vươn lên cho cuộc sống và thoát nghèo. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Famisto đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chiếc xe nhân ái lại tiếp tục lăn bánh và chúng tôi hy vọng rằng mỗi một hành trình của chiếc xe nhân ái, chúng ta lại cùng gặp nhau, cùng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thuộc tỉnh nhà Vĩnh Long và giúp cho các gia đình có một ngôi nhà mới. Còn bây giờ, Đình Hiếu và những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại. Một chuyến xe là thắp lên một niềm tin, là cho đời thêm ấm áp bao nghĩa tình. Mỗi chuyến xe là mỗi hành trình nhân ái thắp sáng tương lai. Một chuyến xe là thắp lên một ngày mai, là cho đời thêm đẹp những ngôi nhà. Một chuyến xe mang niềm vui cho bao người. Hành trình nhân ái, hành trình của trái tim.